Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về cái sự kiên quyết thu hồi các cái dự án chậm tiến độ. Thì báo của Thái Nguyên cũng đã đăng bài, thì tôi có thể đọc cho quý vị xem để cho quý vị nắm được là những cái dự án nào là những cái dự án mà người ta đã có quyết định thu hồi và những cái dự án nào là dự án đang bị vi phạm. Đấy. Chia sẻ cho quý vị thì với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đến thời điểm này đã có 24 dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh được ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi. Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngoài ngân sách, xử lý dứt điểm các dự án vi phạm tiến độ, nghĩa vụ tài chính. Trong những năm qua, Thái Nguyên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực triển khai các dự án lớn trên địa bàn. Tuy nhiên, việc triển khai một số dự án, đặc biệt là dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, đã xuất hiện một số hạn chế bất cập. Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị số 04 CTTU về tăng cường công tác quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án khu dân cư, khu đô thị. Ngay sau khi chỉ thị được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra nhằm kiên quyết xử lý các dự án vi phạm. Đồng chí Nguyễn Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định mục tiêu đầu tiên của các công tác kiểm tra là rà soát, phân loại toàn bộ các dự án để tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đối với những dự án không đủ điều kiện pháp lý, năng lực tài chính hạn chế, chậm tiến độ, không có đủ lý do chính đáng, sử dụng đất sai mục đích, tỉnh kiên quyết thu hồi trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo luật đầu tư năm 2020, các dự án sau 12 năm nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đăng ký thì chưa thể chấm dứt hoạt động dự án ngay. Cơ quan quản lý nhà nước muốn chấm dứt hoạt động dự án đầu tư thì trước đó phải tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về đầu tư. Nếu nhà đầu tư tiếp tục vi phạm thì sẽ bị ngừng hoạt động dự án. Trong trường hợp nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động thì mới bị chấm dứt hoạt động dự án. Qua làm việc với trực tiếp với nhà đầu tư không có nhu cầu hoặc không có khả năng tiếp tục thực hiện dự án, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo hình thức nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Qua trao đổi với một số chủ đầu tư có dự án phải thu hồi, chúng tôi nhận thấy nhiều chủ đầu tư đồng thuận theo hình thức nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Các nhà đầu tư này đều có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chấm dứt hoạt động đầu tư dự án. Đơn cử như dự án khu đô thị An Phú, thành phố Thái Nguyên của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân An Phú. Thái Nguyên có tổng mức đầu tư trên 1.266 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã họp hội đồng cổ đông và đề nghị tỉnh chấm dứt hoạt động dự án. Lý do được đưa ra là hiện trạng đất của dự án đã có biến động lên quy hoạch, lên quy được duyệt không được phù hợp, chi phí giải phóng mặt bằng thời điểm hiện tại lớn hơn rất nhiều so với thời điểm chủ đầu tư tính toán xin cấp chấp thuận đầu tư. Vì vậy, dự án không còn tính khả thi, khó có khả năng thực hiện. Tiếp đến là dự án khu nhà ở xã hội Hữu Huệ tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hữu Huệ. Qua kiểm tra của tổ kiểm tra số 1 hiện trạng khu đất này, công ty chưa tiến hành các thủ tục để đầu tư triển khai dự án tại văn bản ngày 27 tháng 7 năm 2021 gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.
ông Đào Hữu Huệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hữu Huệ đề nghị chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Lý do doanh nghiệp đưa ra là sau thời gian dự án được chấp thuận đầu tư, hạ tầng nhà ở khu vực có nhiều thay đổi, nhiều dự án xây dựng nhà ở trong khu vực đã được đầu tư, nhu cầu về nhà ở của thị trường giảm sụt sụt giảm, đúng không ạ? Ngoài hai dự án nêu trên, kết quả công tác kiểm tra rà soát cho thấy ở nhiều dự án năng lực tài chính của chủ đầu tư không đảm bảo, dự án vi phạm tiến độ, nghĩa vụ tài chính đã được đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi, như dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp văn hóa thể thao Trần Sơn Thái Nguyên, Trần Son Thái Nguyên tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 1 phường Cải Đan, thành phố Sông Công, dự án đầu tư khai thác mỏ đá núi Cọc 1, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp sông Đà 11, dự án đầu tư khai thác mỏ đá Cát Kết, xóm Tân Bình, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương của doanh nghiệp tư nhân Vũ Hà, dự án trồng rừng gỗ lớn năng suất chất lượng cao kết hợp cây đặc sản dược liệu dưới tán rừng thuộc đề án cánh rừng gỗ lớn của hợp tác xã lâm nghiệp Hợp Lực. Đến thời điểm này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đối với 21 trên 160 dự án, 116 dự án. Ngoài ra, qua rà soát thêm ngoài danh mục 116 dự án, các sở ngành địa phương cũng đã phát hiện 3 dự án vi phạm và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt hoạt động. Như quý vị vừa nghe về một số các cái dự án bị thu hồi, đúng không ạ? Thì quý vị thấy được rằng là đối với tất cả các cái dự án mà đã đăng ký kế hoạch của Sở Kế hoạch mà đã để làm ấy, thì đến bây giờ là cũng đã được 12 năm rồi, đúng không ạ? Mà tất cả mọi các cái dự án người ta không đi vào hoạt động được, người ta không có đủ khả năng tài chính cũng như là rất nhiều các cái yếu tố khác nữa, thì đến bây giờ đã bị có những cái quyết định để thu hồi, đúng không ạ? Thì ngay như ở Sông Công ấy, cũng có cái dự án ở ngay chỗ Cải Đan ấy, là cũng bị thu hồi, mà cái vị trí đấy nó rất là đẹp, ở mặt đường quốc lộ 3 rất là dài đấy, trên cái mặt đường quốc lộ 3 đấy. Thế nhưng mà nhìn về cái mặt bằng thì nó rất là đẹp. Thế nhưng mà đấy, như quý vị thấy là rằng là trong cái việc dự án ấy, còn rất là nhiều các cái thiếu sót cũng như là các cái tài chính để mà xây dựng dự án, đúng không ạ, cho nó hoàn chỉnh. Thì các dự án ở đây cũng đã không đủ những cái điều kiện để mà làm cho nó hoàn chỉnh, cho nên là còn vừa là sai phạm về tiến độ, về pháp lý, đúng không ạ? Thế cho nên là những cái dự án đó thì sau 12 năm là đã có những cái quyết định thu hồi. Đấy là những cái mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Tuy nhiên là chúng ta cũng đã thấy rồi, có rất nhiều các dự án đã thành công, đúng không ạ? Những cái dự án không thành công thì nó chỉ có một số ít thôi, mà những cái dự án mà không thành công ấy, mà những người nào mà mắc vào thì chắc chắn một điều rằng là quý vị thấy là rất là mệt. Bởi vì là có những cái dự án người ta giải phóng mặt bằng, sau đó là người ta đưa ra người ta bán, người ta bán, thế nhưng mà bán những cái lô đất đó thì là trên giấy tờ, đúng không ạ? Còn thì tiến độ đóng tiền của chúng ta là đóng theo đợt, thế cho nên là những cái dự án mà tiền nong nó không đảm bảo được cái là chúng ta là sẽ mắc vào, là khi mà đưa tiền cho họ rồi nhưng mà về các cái mặt bằng không làm được, rồi thì giấy tờ không xong, cho nên là cái số tiền của chúng ta nó bị mắc. Một số các dự án thì có thể người ta còn giảm lại tiền, thế nhưng mà một số các dự án thì không biết là cái đồng tiền đó thì người ta có giảm hay không, đúng không ạ? Đó cũng là một cái mà rất là quan trọng
Như quý vị thấy được rằng là có cái dự án nếu chúng ta tính là 12 năm, đúng không ạ? 12 năm thì quý vị thấy được rằng là cái năm 12 năm trước thì cái giá đất nó chỉ 100-200 triệu một lô thôi, hoặc là 200-300 triệu một lô thôi. Nhưng mà bây giờ dự án không có hoàn thiện được trong cái thời gian đó, đến bây giờ để 12 năm nay rồi, 10 năm nay rồi mà bây giờ còn đi vào hoạt động, thì bây giờ vẫn phải trả cho các cái hợp đồng của những cái người mua ấy là 100-200 triệu mà trước đây người ta đã ký hợp đồng, thì có phải là trên giả không? Cho nên là bắt buộc là người ta sẽ phải bỏ. Điều đấy cũng là điều đương nhiên thôi. Bởi vì lý do tại sao người ta bỏ? Bởi vì bây giờ người ta có làm đủ tất cả mọi cơ sở hạ tầng, làm đủ tất cả mọi tiện ích và làm đầy đủ tất cả mọi pháp lý đi chăng nữa thì người ta sẽ bị lỗ rất là lớn. Cho nên là người ta sẽ bỏ. Đấy. Cái điều đấy là điều chắc chắn rồi. Bởi vì là cách đây 12 năm thì người ta bán lô đất ở đây thì nó chỉ tầm cỡ khoảng độ 200 triệu, 300 triệu là cùng nói. Đẹp lắm đó, chắc là 300 triệu lúc đấy. Còn không thì có khi chỉ hơn 100 triệu. Đấy. Tôi cứ thấy đơn giản là như vậy. Cho nên là tại sao ấy, những cái người thành công về các cái dự án ấy, là người ta làm tiến độ rất là nhanh. Người ta mua đầu năm cuối năm người ta đã thành công, người ta thu hái được rồi. Bởi vì là tiến độ của họ khi người ta đăng ký, đúng không ạ? Và bắt đầu người ta giải phóng mặt bằng, bắt đầu người ta đưa vào, người ta làm dự án coi như thế là lấy mặt bằng và người ta phân lô làm đường, đúng không ạ? Sau đó là người ta bán theo tiến độ, đúng không ạ? Đấy. Thì người ta chỉ gói gọn trong 1 năm 2 năm là người ta có thể hoàn thiện được hết những cái số tiền hiện tại đó. Thế có phải là quý vị thấy được rằng là những cái dự án lớn thì người ta đóng theo tiến độ là đóng là 7 đợt hoặc là 8 đợt, thế nhưng mà đóng gói gọn trong vòng bao nhiêu ạ? Trong vòng 1 năm hoặc trong vòng hơn 1 năm một chút, đúng không ạ? Đấy là những cái dự án mà ví dụ tiền nhiều thì người ta có thể đóng khoảng hơn 1 năm. Còn ví dụ như dự án những cái lô đất mà tiền ít thì người ta đóng chỉ vài tháng thôi là người ta đã xong rồi, đúng không ạ? Thế cho nên là các cái dự án mà quý vị thấy được rằng là đây là người ta thu hồi chẳng qua là vì cái lý do có làm nữa đi chăng, làm tiếp theo đi chăng nữa đi thì người ta cũng bị lỗ quá lớn. Bây giờ thị trường nó đang 1 tỷ này, 1 tỷ mấy một lô rồi, bây giờ làm xong giải phóng mặt bằng xong, làm kết cấu hạ tầng xong đi vẫn trả cho những cái người mua trước với cái giá hợp đồng như là 100-200 triệu là đương nhiên là lỗ lớn rồi, đúng không ạ? Là lỗ to rồi, cho nên là người ta cũng phải bỏ. Chứ không phải là người ta không ấy đâu ạ. Nếu như bình thường ra ấy, người ta mà không không bỏ thì là người ta sẽ chết, đúng không ạ? Còn người ta có một cái sự thay đổi. Bây giờ người ta bỏ nhưng bản chất của người ta không phải là bỏ. Đó. Về pháp lý là bỏ nhưng bản chất thì không phải là bỏ. Bởi vì bây giờ người ta sẽ bỏ là vì là theo đúng pháp lý là người ta sẽ bỏ. Người ta sẽ phải bỏ để trả lại những cái số tiền mà những người người ta mua trước đây người ta đặt cọc. Và người ta vào những cái số tiền đó bao nhiêu thì bây giờ các dự án đó là người ta phải chi trả lại, đúng không ạ? Chưa tính là cộng đền bù. Đấy. Thế sau đó thì cái dự án này theo tôi nghĩ thôi vẫn là của họ, họ lại tiếp tục đấu thầu lại, họ lại tiếp tục làm lại dự án, họ lại tiếp tục phân lô bán nền, và bây giờ không còn cái giá 100-200 triệu nữa mà nó đã lên tới 1-2 tỷ rồi. Đấy là cái điều chắc chắn, đúng không ạ? Người ta phải tính toán một cách chi tiết thì người ta mới có thể là làm. Chứ bây giờ mà người ta vẫn cố tình làm cho nó hoàn chỉnh thì sau đó là người ta phải đền bù một cái số tiền ra rất là lớn thì người ta làm sao người ta làm, đúng không ạ? Đấy là cái điều thực tế. Cho nên là tất cả anh em chúng ta là người đầu tư về bất động sản cũng vậy thôi, người nào đi đầu tư cũng muốn có lợi, người nào đi đầu tư cũng muốn là mình thành công, đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải làm như thế nào để cho nó thành công. Đấy. Có những dự án thành công, có những dự án không thành công, có những lô đất mình mua thành công nhưng cũng có lô đất mình mua không thành công. Đó. Mua vào những cái lô đất mà năm nay không dính vào quy hoạch nhưng sang năm có thể dính vào quy hoạch.
là cũng đã thua rồi. Cho nên là cái đấy cũng là một trong những cái mà nó vô cùng quan trọng. Cho nên là trong những cái video hôm nay tôi giới thiệu cho quý vị, cũng là để chia sẻ cho quý vị những ai mà đã đang quan tâm, đang nắm bắt được một số các cái dự án của tỉnh Thái Nguyên thành công hay không thành công, thì quý vị cũng nắm bắt được đôi chút để quý vị thấy được cái giá trị của nó, đúng không ạ? Chúng tôi luôn cảm ơn quý vị và các bạn khi đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi, và chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị thường xuyên để quý vị có thể nắm bắt được một số các cái tình hình ở tỉnh Thái Nguyên, để cho quý vị đầu tư về các cái dự án này, đầu tư về bất động sản, đất nền, quý vị sẽ cảm nhận thấy nó tốt hơn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị.